Viêm khớp dạng thấp có thể gây đau và cứng khớp, không chỉ ảnh hưởng đến khớp mà còn có thể lan đến tim, mắt và nhiều bộ phận trên cơ thể. Theo một phân tích tổng hợp vào tháng 9 năm 2012 trong biên niên sử về bệnh thấp khớp, những người bị viêm khớp dạng thấp có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 48% so với dân số nói chung. Bằng cách tăng cường hoạt động thể chất, những người bị viêm khớp dạng thấp có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của họ và có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hơn nữa, một số nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy tập thể dục thực sự giúp cải thiện hoạt động ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Sau đây là các động tác do chuyên gia vật lý trị liệu về viêm khớp dạng thấp người Mỹ Kimberly Steinbacher tổng hợp, có tác dụng tăng cường cơ bắp xung quanh khớp nhằm cải thiện phạm vi chuyển động của khớp. Thêm vào đó, những bài tập này có tính ứng dụng cao và bắt chước nhiều động tác trong cuộc sống hàng ngày, giúp nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Theo chuyên gia, những người bị viêm khớp dạng thấp thường có bàn tay, mắt cá chân và bàn chân nhạy cảm, nên điều quan trọng là phải làm nóng những vùng này bằng một số động tác kéo giãn cơ trước khi tập luyện. Một số động tác khởi động bao gồm: 1. Căng mắt cá chân, thời gian thực hiện 30 giây. 2. Căng duỗi cổ tay, bàn tay, thời gian thực hiện trong 30 giây. Sau khi đã khởi động xong, chúng ta sẽ bắt đầu vào các bài tập chính. Bài tập thứ nhất, squat. Squat là một bài tập tốt cho những người bị viêm khớp dạng thấp vì chúng tăng cường sức mạnh cho cơ tứ đầu đùi và cơ mông, giúp giảm áp lực lên đầu gối và rèn luyện khả năng vận động của mắt cá chân, giúp người bệnh ngồi xuống ghế và đứng lên dễ dàng hơn. Thực hiện động tác lặp lại từ 8 cho đến 10 lần. Nếu cần hỗ trợ giữ thăng bằng, bạn có thể dựa vào lưng ghế hoặc tường. Một cách khác mà bạn có thể thực hiện bài tập này là bắt đầu từ phần cuối của tư thế bằng cách ngồi xuống ghế rồi đứng lên. Bài tập số 2, lunge. Đây là dạng bài tập thể lực tập trung vào phát triển nhóm cơ ở mông và đùi. Bài tập này là một cách vận động cơ thể giúp kích hoạt cơ tứ đầu đùi, cơ gân kheo, cơ mông và các cơ ở hai bên chân. Tăng cường sức mạnh cho các cơ này giúp giảm nguy cơ bị té ngã. Thực hiện mỗi bên 10 lần. Bạn có thể đặt một chiếc ghế trước mặt và bám vào ghế nếu cần giúp giữ thăng bằng. 3. Ngồi kéo dây. Bài tập giúp tăng cường cơ lưng và cải thiện tư thế cho người bệnh viêm khớp dạng thấp. Thực hiện từ 10 đến 15 lần. Bốn, gập bụng. Động tác gập bụng có tác dụng tốt giúp vùng bụng và các cơ trọng tâm trở nên săn chắc. Thực hiện từ 8 cho đến 10 lần. Năm, chống đẩy trên tường. Đây là bài tập giúp những người bị viêm khớp dạng thấp tăng cường sức mạnh cho vai, lưng trên, cánh tay và cơ lõi. Thực hiện từ 8 cho đến 10 lần. Lưu ý, cần ngừng tập thể dục nếu bạn cảm thấy đau nhói hoặc đau ở mức độ cao trong vòng 24 giờ sau khi tập luyện. Việc cảm thấy khó chịu khi thử một bài tập mới hoặc 48 giờ sau khi tập luyện là điều bình thường và sẽ giảm dần sau 2 cho đến 3 tuần khi cơ thể bạn thích nghi với các chuyển động trong bài tập.